Phi Thanh Vân kể chuyện chồng mang kiếm đến nhà đòi con như phim hành động. Nữ diễn viên chia sẻ chi tiết hơn về loạt hành động tiêu cực của chồng với mình và gia đình trong những ngày Tết vừa qua. Phi Thanh Vân tiếp tục gặp phải trắc trở lớn trong cuộc sống hôn nhân với chồng Bảo Duy. Sự việc khiến dư luận rung động chính là chi tiết chồng nữ diễn viên đập phá toàn bộ đồ đạc, thậm chí dọa đốt nhà khi thấy cô mang con trai đi và không để anh gặp mặt. Chưa hết, mới đây, nữ diễn viên còn tiết lộ thêm nhiều hành động tiêu cực của Bảo Duy đối với cô và gia đình trong những ngày Tết vừa rồi. Cụ thể, vào hôm mùng 2, Bảo Duy mang kiếm đến nhà cô để giật con, chửi bới, lăng mạ bằng nhiều từ ngữ thô tục. Phi Thanh Vân cho hay đây không phải là điều lạ lẫm bởi cô đã chai sạn vì phải nghe chúng trong suốt 3 năm qua. Dòng xa Tết dài của Phi Thanh Vân thuật lại sự việc, câu chuyện về mùng 2 Tết lấy lửa thử vàng, sau trận bị đập phá hoang tàn tại nhà mình vào ngày 30 Tết. Vân dồn toàn tâm lo cho con trai tại nhà ngoại. Sáng mùng 2 Tết, Vân đặt vé bay đi Nha Trang, mong thay đổi không khí trĩu nặng trong thời gian qua. Sau khi đặt vé, Vân cùng mẹ đón taxi về nhà mình để lấy thêm đồ cho con và giấy khai sinh. Thật bất ngờ khi về nhà thì thấy anh ta đang trong nhà từ bao giờ. Anh ta giật con về phía mình, tôi không ngăn cản, chỉ đơn giản tôi nghĩ con trai mình cũng nhớ cha. Tôi vào trong phòng mình để lấy đồ cho con, thực sự sốc và giận dữ, anh ta đập tan nát những văn bằng, cúp, huy chương tôi đã phấn đấu suốt mười mấy năm qua. Bản năng phụ nữ tôi gào lên hỏi, đồ của tôi đâu, sao anh dám đập hết tất cả như vậy? Những đồ đạc trong nhà thì tôi còn có thể mua lại, những thứ đó đối với tôi là kỷ vật vô giá, sao anh dám, đồ hèn. Tôi bay vào anh ta đánh với đôi tay yếu đuối của người phụ nữ bất lực với chiếc giày trên tay. Anh ta không nói năng gì, với khuôn mặt lạnh tanh của kẻ nghiện ngập, lao tới sofa nhà tôi, rút ra thanh kiếm dài. Vẫn là thanh kiếm anh ta đã dùng để phá tan hoang nhà tôi ngày 30 Tết. Anh ta nói, tao giết chết mày con chó cái. Câu này anh ta chửi ít nhất 4 lần trước kia rồi. Tôi hoảng loạn chạy ra ngoài kêu cứu, mẹ tôi thì lao vào anh ta giật lại cây kiếm để cố cứu con gái. Tôi đứng ngoài hành lang, nhanh trí gọi an ninh chung cư tới hiện trường. Trong tích tắc, anh ta ôm con theo thang bộ biến mất. Sau khi khai báo tất cả mọi thứ và báo về công an, tôi lấy lại bình tĩnh, thay đổi toàn bộ phần mềm cửa chính vì cửa nhà tôi dùng mật khẩu. Tất cả mọi người đổ đi tìm con tôi trong tuyệt vọng. 2 tiếng đồng hồ trôi qua, giờ đã là 17:30. Tôi nói với mẹ cứ ra về để anh ấy giữ con. Dặn bên an ninh khi thấy anh ta ẵm con thì giữ lại giúp. Tôi cho xe chạy xa 2 km và yêu cầu dừng lại giờ. Vì tôi luôn tự tay chăm con nên tôi biết con đang sốt, khi nào sốt sẽ giảm tác dụng, khi nào con sẽ đói và khóc đòi sữa. 10 phút sau anh ta điện thoại cho mẹ tôi đòi mật khẩu vào nhà lấy đồ của con. Tôi trả lời, tôi và mẹ đã lo cho con từ bé tới giờ, anh dành thì tự bỏ tiền đi mua tất cả những thứ cần thiết đi. Tôi tắt máy, ngồi trên xe nhưng trong lòng như lửa đốt vì tôi xót con. Khoảng 3 phút sau, anh ta gọi lại chửi tôi những câu vô cùng thậm tệ. Mày là con chó, con mất dạy, đưa tao mật khẩu nhà. Con khóc vì đói, sao mày có thể mất dạy như thế, đồ chó cái. Tôi vô cảm với những câu chửi ấy vì tôi đã nghe suốt 3 năm qua và dần trở lên chai sạn. Tôi trả lời như cũ, có bản lĩnh tự bỏ tiền ra mua, sao phải lấy đồ trong nhà của tôi. Tôi tắt máy. Nhưng là một người mẹ, làm sao tôi lạnh lùng khi nghe tiếng con mình khóc ngoặt ngoẹo qua điện thoại được. Tôi cho xe quay lại nhanh và chủ động điện thoại lại anh ta nói chuyện dứt khoát với thỏa hiệp. Đưa con trả tôi sẽ lo đầy đủ, anh không đủ sức chăm con đâu, ok. 5 phút sau xe đậu trước chung cư, anh ta giao con lại. Tôi ôm con vào lòng và cho con uống sữa, nhẹ lòng con nhé, mẹ xin lỗi khi phải làm như vậy. Nhưng không lấy lửa sao thử được vàng. Lúc nào tôi cũng thương nhớ con vạn ngàn lần, nhưng thực sự chăm sóc được hay không lại là việc hoàn toàn khác. Về phía Bảo Duy, anh cũng đăng tải một dòng status dài nhằm gửi lời xin lỗi tới ba mẹ vợ, thừa nhận hành động thiếu suy nghĩ một phần vì men rượu. Xin chào tất cả mọi người, điều đầu tiên Duy muốn nói là xin lỗi đã làm mọi người phải bận tâm, phiền lòng vì chuyện riêng không hay ho gì của gia đình Duy. Duy cũng xác nhận, hầu hết những gì cô ấy, Phi Thanh Vân vừa đăng trên Facebook và báo chí là không sai. Thật lòng Duy không có gì để thanh minh biện hộ cho hành động của mình ngày hôm đó. Ngay trước thời điểm và sau khi Duy và Phi Thanh Vân quyết định ly dị, mặc dù rất cố gắng gượng, nhưng thực sự tâm trạng của Duy xuống dốc không phanh, rất sa sút. Bản thân Duy một lần nữa đối diện với hôn nhân tan vỡ, và Duy cũng ý thức được rằng, một khi Duy quyết định ra đi tay trắng, Duy không chỉ mất đi người đàn bà của mình,
con có thể mất luôn quyền nuôi dưỡng chăm sóc đứa con trai vừa tròn 1 tuổi mà Duy vô cùng yêu thương. Vào hoàn cảnh khi diễn ra sự việc đáng tiếc trên, Duy đã uống rượu rất say cộng với tâm trạng tồi tệ, quá mong nhớ con trai và vì vậy Duy đã có những hành vi mất kiểm soát. Đây không phải là lý do để biện minh cho chuyện đã xảy ra. Duy chỉ có thể nói rằng những lời nói, hành động của Duy trong thời điểm đó không phải bản chất con người Duy. Duy thực sự rất lấy làm tiếc. Qua đây, Duy cũng muốn gửi lời xin lỗi đến ba mẹ Vi Thanh Vân, trong thời điểm hiện tại cũng là ba mẹ vợ của Duy. Kính thưa ba mẹ, con biết lẽ ra con phải trực tiếp nói những lời này với ba mẹ, nhưng trong hoàn cảnh nhạy cảm này, con e rằng không thích hợp cho một cuộc gặp gỡ giữa chúng ta. Xin lỗi ba mẹ vì con đã phụ tấm lòng của ba mẹ khi chấp nhận trao gả con gái cho con. Xin lỗi ba mẹ vì những lời nói, hành vi không đúng, không phù hợp gần đây của con. Trong tâm trạng suy sụp, thiếu tỉnh táo khiến ba mẹ tuổi già vẫn còn buồn lòng. Xin lỗi Phi Thanh Vân, anh thừa nhận anh đã phạm rất nhiều sai lầm trong cuộc đời. Đó có lẽ là lỗi lầm lớn nhất của anh với em, đó là anh không thể mang lại cho em một cuộc sống như em mong đợi. Khi anh quyết định dừng lại, thật lòng anh không nghĩ cuối cùng chỉ vì quá thương nhớ con, trong một giây phút nóng giận không kiểm soát của mình lại khiến mọi chuyện diễn ra theo cách tồi tệ như vậy. Xin lỗi em, đã làm em phải lo nghĩ vất vả, làm em phải thiệt thòi rồi. Vô cùng xin lỗi con trai của ba, là một người đàn ông, nhưng thật lòng ba không đủ dũng khí để có thể nhìn vào đôi mắt trong veo, ngây thơ của con và nói rằng là ba không đủ tốt, là ba không thể cho con một mái ấm gia đình hạnh phúc đủ đầy. Con còn quá bé bỏng để phải gánh chịu nỗi bất hạnh này vì lỗi lầm, sự ích kỷ của người lớn. Đó mãi mãi là điều khiến ba hối tiếc nhất, dày dứt nhất trong suốt cuộc đời này. Cuộc sống đôi khi là vậy, sẽ không như bạn mong muốn, cho dù bạn đã từng yêu thương nhau chân thành thế nào, từng cùng nhau trải qua những chuyện gì, từng vì nhau đòi sống chết ra sao, nhưng rồi cuối cùng bạn vẫn không thể giữ được nhau khi mà một người đã mang trái tim của mình đi xa. Ai đúng ai sai, giờ đây có còn quan trọng không? Thu Trang méo mặt khi anh chàng đẹp trai này cất giọng hát. Sân khấu giọng mãi giọng ai lại một lần nữa náo loạn vì sự xuất hiện của vận động viên bóng rổ đẹp trai, cao ráo nhưng hát thì siêu dở. Tập 14 của chương trình truyền hình Giọng mãi giọng ai đã lên sóng vào tối 4 tháng 2. Đảm nhận vai trò khách mời trong tập thi này là ca sĩ Bùi Anh Tuấn và Thái Trinh. Thái Trinh chia sẻ cô rất vui khi lần đầu đứng trước sân khấu có các anh chị mà cô hâm mộ. Với chiến thuật mê trai đẹp, Thu Trang chọn Bùi Anh Tuấn vì theo chị giọng ca Nơi Tình Yêu Bắt Đầu là một chàng trai khéo léo và chi tiết. Còn với Ốc Thanh Vân, chị chọn Thái Trinh vì cả hai đã có dịp làm việc chung với nhau trong chương trình Người Hùng Tí Hon. Vòng 3 lộ diện. Sau hai vòng thi đầu tiên, sân khấu giọng mãi giọng ai chỉ còn 3 thí sinh. Nhiệm vụ đặt ra cho hai đội là chọn ra đúng thí sinh hát hay. Thí sinh này sẽ song ca cùng Thái Trinh và Bùi Anh Tuấn của mỗi đội. Đội Chấn Thành chọn giọng ca ở vị trí số 1, còn đội Trường Giang chọn vị trí số 2. Riêng anh chàng bóng rổ sở hữu ngoại hình điển trai ở vị trí số 7 không được chọn nên sẽ thể hiện giọng hát của mình. Và thật may mắn khi hai đội đã không chọn trúng giọng hát thảm họa của anh chàng này. Khi nam thí sinh biểu diễn, Thu Trang và Chấn Thành Trường Giang đều méo mặt vì chịu không nổi. Thí sinh chia sẻ trước đây anh là bộ đội, mê hài và có nguyện vọng thi thách thức danh hài. Ngay lập tức, Trường Giang yêu cầu thí sinh hãy chọc cười anh và Chấn Thành. Chàng trai hài hước chia sẻ, em đâu phải trò đùa cho hai anh, khiến Trường Giang chân hững còn Chấn Thành cười khoái chí. Tiếp đó, hai thí sinh lần lượt song ca với hai ca sĩ và cả hai đều sở hữu giọng hát hay. Như vậy, Bùi Anh Tuấn và Thái Trinh cùng chia đôi giải thưởng 50 triệu đồng. Vòng 1 hóa thân, ở vòng thi đầu tiên, hai đội thi có nhiệm vụ xem 7 đoạn clip và chọn ra ai là người hát dở. Thí sinh ở vị trí thứ 3 tự nhận mình là một đạo diễn phim hoạt hình. Chấn Thành cho rằng thí sinh hát hay vì có tố chất riêng khi dựa vào cách ăn mặc và thái độ khi nhìn vào ống kính của thí sinh. Bùi Anh Tuấn nhìn qua gương mặt cũng đồng tình với Chấn Thành. Ốc Thanh Vân và Thái Trinh cũng cho rằng thí sinh này hát hay. Thu Trang suy luận thí sinh hát hay vì đẹp có quyền. Thí sinh ở vị trí thứ 5 tự nhận mình là một stylist. Thu Trang nhận thấy thí sinh này mê thời trang, yêu nghệ thuật nên có thể hát được. Bùi Anh Tuấn nhận xét thí sinh này có chuyên môn thiên về thời trang hơn là hát. Kết quả đội Trấn Thành chọn số 5 và đội Trường Giang chọn số 3.
Sự thật được phơi bày khi thí sinh số 3 hát cực hay ca khúc Anh Cứ Đi Đi của nữ ca sĩ Harry Won, còn dòng ca số 5 phá hit Bad Boy của nữ ca sĩ Đông Nhi. Vòng 2 siêu diễn. Trong vòng 2, các thí sinh còn lại sẽ lần lượt bước ra sân khấu hát nhép, hai đội chơi sẽ theo dõi và chọn ra ai là người hát hay. Dòng ca bí ẩn số 4 thể hiện màn hát nhép kết hợp với vũ đạo qua ca khúc Hai Cô Tiên. Thu Trang nhận thấy thí sinh hát như đang trả bài. Chứng Thành phát hiện thí sinh phát âm khó khăn chữ S và chữ D, nên tự dự đoán bạn này chỉ có thể là diễn viên. Dòng ca số 7 nhép bản hit Chắc Ai Đó Sẽ Về của ca sĩ Sơn Tùng MTP. Trường Giang đánh giá hát hay, Bùi Anh Tuấn nhận thấy thí sinh hát khá chắc nhịp phách, nhưng cách hòa vào bài hát thì không có. Chứng Thành cho rằng bạn này có nhịp trong người nhưng chưa chắc hát hay. Cuối cùng, thí sinh ở vị trí số 7 nhép ca khúc Đếm Ngày Xa Em khiến ban bình luận cũng khá căng não để dự đoán. Đội Chứng Thành chọn thí sinh ở vị trí số 6, còn Trường Giang chọn giọng ca ở vị trí số 4. Kết quả cả hai thí sinh đều có giọng ca thảm họa. Hoàng Kiều, Ngọc Trinh phô trương cho chóng quên nhau. Chia tay chưa đầy tháng, Ngọc Trinh, Hoàng Kiều đã vui vẻ với cuộc sống riêng. Ngày 4 tháng 2, việc Ngọc Trinh vui vẻ đi du lịch Thái Lan cùng Khắc Tiệp và dàn chị em Venus đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Kể từ ngày công khai yêu Hoàng Kiều, đây là lần đầu tiên Ngọc Trinh có cuộc hội ngộ cùng các chị em thân thiết trong công ty. Còn về phía Hoàng Kiều, ông đang cùng con dâu Đào Lan Phương tập trung chuẩn bị cho đêm nhạc Tạ Tình sẽ diễn ra vào tối nay. Được biết, đây có thể xem như bữa tiệc để vị tỷ phú quảng bá cho thương hiệu rượu vang riêng. Bởi trong đêm nhạc, Hoàng Kiều sẽ chiêu đãi toàn bộ khách mời bằng sản phẩm do tập đoàn ông sản xuất. Từ đó, công chúng có thể thấy Hoàng Kiều và Ngọc Trinh đã nhanh chóng vui vẻ với cuộc sống riêng chỉ sau chưa đầy một tháng chia tay. Đáng nói ở chỗ, trong thời gian yêu nhau, nữ hoàng nội y và vị tỷ phú 72 tuổi vẫn luôn thể hiện cho công chúng thấy một cuộc tình nồng nàn, dài lâu và sâu đậm. Trong cuộc phỏng vấn với báo giới, tuyên bố sẽ không bao giờ khiến Ngọc Trinh phải buồn hay tổn thương, Hoàng Kiều chia sẻ. Tôi biết Ngọc Trinh đã trải qua thời gian một năm buồn khổ trong tình yêu. Ngọc Trinh nhỏ bé, dễ thương, cũng muốn có được sự yêu thương, che chở, để Trinh có thể đưa mình thoải mái với một nụ cười chồng chất yêu thương, và tôi không muốn thấy Ngọc Trinh đau khổ nữa. Tôi cũng muốn đem lại cho Ngọc Trinh một trời, một biển yêu thương vô bờ bến, và tự bảo lòng sẽ không bao giờ để Trinh phải đau khổ nữa. Hay khi được hỏi về những dự định tương lai của hai người, tỷ phú cũng tâm sự về kế hoạch sẽ sinh với Ngọc Trinh hai người con, một trai một gái. Sau 3 năm nữa khi tôi hoàn tất một số công việc dang dở, tôi và nàng sẽ sinh thêm một con trai một con gái, Hoàng Kiều nói. Gần đây với việc nhanh chóng vui vẻ với cuộc sống không nhau, dường như Hoàng Kiều và Ngọc Trinh đang thể hiện cho công chúng thấy, càng phô trương, tình cảm thì cặp đôi lại càng dễ dàng để mối quan hệ tan biến vào dĩ vãng.